Mình cần đèn. Ok, xin chào các bạn, mình là Phước Béo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Job Work. Nói chung thì phần này chủ yếu là mình đi chơi dạo vòng quanh, thu thập nguyên liệu thôi. Nên có cái gì cần thiết thì mình sẽ cắt ra, sẽ để ở đây. Như phần trước mình chọc chó ngu hủy. Ồ, cái xác nó cử động nha. Ê vô, mày còn sống à? Eo. Oh my god, thôi. Yeah, là phần này phải cẩn trọng hơn. Rồi, mình biết là có anh sói ở trên đó. Bây giờ còn 4 tiếng nữa là sẽ hết giờ. 4 tiếng nữa là sẽ trời sẽ tối. Mình cần quay lại nhà của Bachio Hao để cho ổng cái gương. Oh, hello. Ê, đi đâu đây? Mày láo à? Woo! Vỡ mồm. Nào, vỡ mồm này. Vỡ mồm này. Woo! Ôi, được mà, cái đó dính nó vỡ mồm. Vỡ mồm. Chavez là... Nói chung là... Bệnh hoại. Xác của một thằng bệnh hoại. Bechio. Rồi, bây giờ mình cho Bechio cái gương. Là một cái... Bechio vừa cho mình... Biochet chứ, đọc là biochet chứ. Ồ, cái thứ này rất là tuyệt vời với cái rock cho cái tên lửa của tôi. Cậu thấy không? Cậu thấy cái rocket của tôi không? Nó gần như đẹp như là Gagarin vậy. Ok. Gần như là thế. Tôi cần kiếm thêm một vài thứ nữa thì nó sẽ hoàn toàn được sẵn sàng. Có thể đem đến cho tôi không? Cái thứ còn lại ấy, tôi muốn bay vào vũ trụ, lên mặt trăng, lên sao hỏa, lên sao thổ, sao hỏa và đến cả mặt trời nữa. Ý tôi là tôi sẽ đậu vào buổi tối. Ok, thành niên muốn đậu vào buổi tối. Thằng bé nhìn vào con mắt của tôi. Đúng rồi, cho tôi. Ok, có nghĩa là kiếm những cái tracker, cái máy ấy thì mình sẽ kiếm được. Ồ, bây giờ mình có thể trade được. Ồ, thằng niên bán cho mình nhiều đồ đấy. Rồi điện nè, cable nè, cái cáp nè. 200. Ủa, mỗi đứa bán mỗi giá hả ta? Map là bản đồ, cái tờ giấy với cái hai cái map ở trên đó. Mình nghĩ mình chưa cần mua đâu. Thanh niên này có khá nhiều đồ, khá là được, nhưng mà mình vẫn chưa muốn mua. Vậy thanh niên này mua gì? Tôi thích đồ điện tử và những thứ cơ khí, đồ ăn hay là những thứ đó. Ồ, thanh niên này mua cả đồ ăn nữa. Ồ, cha, 17 giờ rồi đấy. Ơi, về chuồng, khoảng 3 tiếng nữa trời tối rồi. Chắc mình đi dọc xuống cái đường này có gì không ha? Một ngôi nhà cũ kỹ. Ok, kiếm được thêm khu mới nữa rồi. Xăng còn không ta? Hết xăng rồi. Mình như mình quên tắt. Yeah, mình nghĩ là mình quên tắt tắt máy phát điện trước khi ra khỏi nhà. Giờ xăng hết mẻ rồi. Rồi, tối nay mình nên phòng thủ như thế nào để ta? Thề là mình có khẩu súng. Nhưng mà giờ nó đâu rồi mình không thấy luôn. Thiệt. Mình nhớ là mình có một khẩu súng mà. Éo hiểu. Hay mình lỡ bán súng cho thằng cha kia rồi mình không nhớ vậy. Đồ má bạn. À fuck. Mình quên mất mà máu mình thấp lắm rồi. Lại thêm một đêm dở hơi nữa. Mình quên mất mà máu mình đang thấp vãi cả nồi ra. Cày VKL. Máu mình đang thấp, mình để ý. Wedding. Khu vực này khu vực cưới à? Cưới hỏi à? Eo. Chó. Ok, chó bị xít rồi.
Wow, cái xe bán tải lớn vậy anh ơi. Ô, có cái dấu vết ở đây nè. Cái dấu vết, đi theo cái dấu vết này kiếm được cái gì không ta? Ủa, nó dẫn ra ngoài. Ở trong đây không có gì hết à. Chú bị xích vui không? Bộ buồn chọc chó. Chú làm gì? Chú làm gì? Chú làm gì? Chọc chó. Anh niên chọc chó của năm. Này. Cái đèn đấy. Cái đèn hồng đấy. Thì bồ cái bàn. Dễ. Không mình đập được à? Để đập coi nó rớt gì không. Rồi rớt cái gì không. Nó vẫn là cái bàn. Ừ, vấn đề là mình đập được rồi mình không lấy được cái gì cho nó nữa. Vẫn còn vãi. Rốt cuộc khu này có cái gì. Vậy thế. Có cái giếng nè. Con là cái này là giống như xe cưới. Ồ, bàn là nhiều thế. Phải kéo bàn nữa. Thế tại sao mình lại kéo được cái bàn. Ủa, bộ cửa nữa hả. Má mệt thế nhỉ. À, giờ sao ta. Đi vòng quanh nhà hả. Đi kiếm đường khác qua để vào nhà hả ta. Chắc là mình phải đi kiếm mật khẩu trước thế. Mình đi vòng quanh khu vực này coi còn lại coi còn cái gì không. Còn một khu vực ở dưới là mình chưa kiếm nên chưa biết nè. Ai chẳng. Oh my god. Mày là ai. Đồ ma đánh xong chạy mày. Thằng khốn nạn mày đánh xong chạy à. Ai cho mày làm gì đó. Đồ ma thằng khốn nạn. Mày đánh xong chạy hả mày. Đánh xong chạy hả mày. Ai cho. Ai cho. Ai cho chúng mày chạy. Mở chú. Ai cho chúng mày chạy. Rồi má. Đứng yên cho bố mày đánh coi đi. Mẹ đánh xong chạy mày. Đánh xong chạy mày. Ai cho. Ai cho phép chúng chạy. Ai cho phép chúng chạy. Mẹ đánh xong chạy mày. Đánh xong chạy à. Má hù rồi. À, mệt nha. Ôi con hươu. Đánh xong chạy. Như thằng lằn đó nó ra như nhảy vô nó tát mình cả xong nó chạy. À. Vậy là nguyên khu vực này chỉ có một con chó, không còn cái gì khác luôn. Đúng một con chó thôi. Má tốn thời gian bãi đạn. Má mò mẫm cả ngày, mà tốn thời gian bãi kích ra luôn. Đúng một con chó trong khu vực này, không còn cái gì khác nữa. À đúng rồi, cái lều này có chó nữa. Cần. Vô đây. Vô nhà vô. Nhà vô. Ôi ôi. Tưởng ném trúng được 3 con chứ ném trúng được có đâu con à. Vô đây, vô đây. Con nào nhà vô. Con nào nhà vô. Ủa mình chưa đặt. À, máu axit. Mình quên mất là mình có máu mình có độc. Đánh mình nên là nó cũng bị ăn đam lại. Ok, xử lý được cái đám này là ngon rồi. Đám ăn chó khôn vãi. Ok, ở đây còn đống đồ luôn. Giờ nhà có cái thịt trong đó luôn. Trong giày có đồ. Lâu. Ok.
Ok, mình dư đồ mẹ đó. Chắc mình làm cái này. Làm đây sẽ dư được một chỗ. Ừ, à không, cái này mắc lắm. Không làm đâu. Vứt đá ra ngoài đi ha. Ô cha, về nhà. Tối rồi bạn ơi. Mình còn sửa cái này. À, phát mình thiếu gỗ rồi xong. Thấy là hơi ăn cứt rồi đấy. Mình không có đồ phòng vệ nhỉ. Đồ má. Hết cả hồn. Mày vô một cái là tao cho mày ăn cái này. Xong có gậy rồi mà cái cửa của mình cũng đi mẹ rồi. À, phát đổi phòng. Yeah, đứng trong phòng này thôi. No, thằng nào gõ cửa đây? Yo, có người đang vô. Mày mở cửa ra, tao phá vô mặt mày luôn. Mày hả bữa? Mày để đâu con? Mẹ gõ cửa nhà bố à? Cút. Mình dùng kỹ năng nha. Phát cái đèn bị sao vậy? Ồ, mấy con ma đến. Đợi tí mà, đợi tí anh ơi. Rồi giờ thì anh chấp ma. Ma vãi thật. Ok, bình thường lại chưa? Ok, bình thường lại rồi. Nhưng mà mình không hiểu sao cái đèn này không tác dụng ta. Oh my god. Vô nữa à? Chắc cái đèn này là không đủ rồi, sau này mình phải làm đuốc thôi. À, mấy con ma này ghê vậy. Đù má mấy con ma này. Gần hết giờ xuất hiện mày. Bút hết chơi cho bố. Đây là nhà của bố. Bút. Ngày 11. Má mệt thật. Đám ma đó đúng mệt luôn. Nó phá đèn của mình. Cay. Con chó này bị ngu. Fried brick. Có thêm một món để tăng đồ rồi. Tuyệt vời. Con hươu này rất có giá trị cho nên là vả mông mày này. Dụ nó vô độc được không ta? Để cưng. Đây, hút.
nó không bị nhiễm độc à. Có anh sói ở đây nhỉ, chắc mình nhờ anh sói làm cái bẫy gấu thôi cho lẹ. Chứ đánh kiểu này đến khi nào mới hết giờ. Đù mà mình vừa nói xong cái bẫy gấu nằm ngay đây. À bẫy chó. À kiếm mãi thôi là mình đạp chúng nó luôn. Oh my god. Oh, con này lắm hiu thiệt. À cái bẫy gấu kìa. Này anh, bẫy gấu đây nè. Vô. Hay lắm. Vỗ mông. Vỗ mông, vỗ mông, vỗ mông, vỗ mông, vỗ mông, vỗ cái mông anh. Em còn thứ này nữa. Vỗ mông anh này, vỗ mông hươu này. Lì à, lì này. Thôi lại đã ném. Lì này. Ê, con chó. Vô chó. Mẹ ném hụt. Vỡ mồm. Mẹ nó vãi cả chó thật. Mẹ mình né thì nó đế cắn. Yo. Yo. What the fuck? Mình cần đèn, mình cần đèn, mình cần đèn, mình cần đèn. Mình cần đèn. Oh my god. 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 Oh my god, oh my god, bật quy lên. Bật, mình cần kỹ năng. Một con. Hai con. Ba con. Bốn con. Mày chết đi. Mày cắn tao là mày chết đi. Mày là bự. Oh. Xác nó đứa có cái gì vậy? Vậy mà nó dí mình như đúng rồi á nha. Dead Banshee. Nó là Banshee. Banshee là một con có tiếng hét vậy đấy. Oh my god. Nữa à. Vỡ mồm mày này. Đây. Vỡ mồm này. Để vô đây chơi với bố à. Vô nhà của anh này. Nhà của anh à. Vô nhà của anh là phải trả giá. Ồ mấy đêm này vãi thiệt đấy chứ. May mà mấy con này đam nó cũng không to lắm. Đam nó nhỏ xíu à. Nó được chỉ được cái đông. Má hai coi xác tụi nó kìa. Nó đích có cái mẹ gì hết. Chán thật đấy chứ. Nước gì tụi nó có cái gì ở trên người. Như thịt chẳng hạn. Vô đây em gì em. Yeah. Wow, đêm này vãi quá. Má con Banshee nó chạy thẳng vô nhà nó đẻ trứng. Thiệt đúng là nó vô nhà nó đẻ trứng thiệt. Nó vô là nó đẻ trứng luôn. Má đẻ đống trứng trong nhà mình. Này là gì mà linh thiêng á. Mình đến gần cái là cái gì đây? Shiny stone là đá ánh sáng. Mình đứng lâu sao? Có gì xảy ra không?
Ồ, cái bức hình giống như là cảnh tượng đó gì, còn cảnh tượng gì đó hiện về ấy. Ok, lạ mãi đại. Nhung hưu anh à, Nhung hưu này, Nhung hưu của anh đấy, sau em còn có thể đảo đồ cho anh dễ hơn. Ôi dồi ôi, ôi dồi, nguyên một bầy gì đó luôn. Ôi dồi, ngay như đó là nguyên một bầy luôn, mình để ý. Ôi xa, về nhà được rồi, mang một đống đồ. Mình nên đặt bảy gấu ở nhà đấy nhỉ. Đặt ở đâu đây ta? Mình gửi đạn này đi ha. Mình có thể dễ dàng vừa né mà cũng có thể dụng nó vô được. À, chỗ cánh cửa này cũng được. Rồi, rồi. Ngu này. Mình tập trung mình thủ đây thôi, con nào vô là quật nó thôi chứ. Mưa dài mãi. Được rồi, đêm này mà xong nữa là mình sẽ ngưng game. Và yeah, mình sẽ chơi tập sau sớm. Hy vọng đêm này mình sẽ thoát nạn, thoát kiếp. Má cái đêm bữa vãi thiệt chứ. Vô, tiếng gì đây? Ok, đêm nay có vẻ ổn đấy. Rồi, cảm ơn các bạn xem được Phước Béo. Và đây là Dark World phần... này chắc phần 5 rồi nhỉ. Mình sẽ gặp các bạn ở video sau sớm thôi. Béo out, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye, ciao ciao.